Sống đúng, sống đẹp. Ngày 1 tháng 8, 2020, tình yêu và vật chất. Trước kia con tự do, con lại xa Chúa. Trước kia con tự do, con lại chán ngán đến nhà thờ. Lòng con luôn xa cách, không nghĩ đến ai. Lòng con luôn tự chối, chỉ sống cho riêng mình. Sống đúng, sống đẹp. Ngày 1 tháng 8, 2020, tình yêu và vật chất. Tình yêu và vật chất. Cuộc sống ngày càng có nhiều thứ khiến tình yêu chao đảo. Con người ta vật lộn giữa tình yêu và vật chất. Đã đến lúc bạn nên trả tình yêu về với đúng ý nghĩa của nó. Đàn ông, dù giàu có đến đâu, thành đạt tới cỡ nào, ăn chơi ra sao, đã từng đổ đốn và qua đêm với bao nhiêu người phụ nữ, thì cũng nên chọn cho mình một người đàn bà vì yêu thương mà ở lại bên cạnh lúc khó khăn. Bởi vì đời thì nhiều thứ phù du, hôm nay thành đạt đó, hôm nay giàu có đó, bạn bè đó, tình nhân đó. Nhưng ngày mai lỡ hai bàn tay trắng thì còn lại được gì? Đời chẳng ai học được chữ ngờ. Khi bạn có tiền, bạn nghĩ mình có thể mua được tất cả. Mua được bạn bè, mua được những mối quan hệ, mua được một người đàn bà xinh đẹp đi bên cạnh mình. Thế nhưng bạn không thể mua nổi một người phụ nữ vì yêu thương mà hy sinh cả cuộc đời bên bạn. An ủi bạn lúc khó khăn, mỗi buổi chiều chờ bạn về bên mâm cơm nóng. Con người ta cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan. Đàn bà, dù bao người đón đưa, bao người cung phụng, nhưng nửa đêm gà gáy, nếu bệnh hoạn, nhấc điện thoại lên và gọi, ai chạy đến đầu tiên thì nên gửi gắm cả đời cho người đó. Đàn ông bên cạnh bạn có thể giàu có thể phong lưu, có thể mua cho bạn những thứ hàng hiệu xa xỉ. Nhưng được gì khi đằng sau đó là sự cô đơn, khi trái gió trở trời, không người bên cạnh. Vật chất vừa đủ thôi, vì tiền thì có thể làm ra, chứ người thật lòng yêu thương bạn thì có tiền cũng không mua được đâu. Vật chất mà làm gì? Khi đêm về, mình bạn cô đơn, tủi thân, rồi khóc rưng rức. Chỉ cần một người luôn đi bên cạnh, yêu thương và lo lắng, như vậy đủ rồi. Phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu thì cuối cùng cũng vẫn là phụ nữ. Như những ngày đầu tạo hóa sinh ra, mong manh và yếu đuối. Vì vậy, họ vẫn cần đến một người đàn ông, để mỗi đêm về đưa cánh tay cho họ gối và ôm họ vào lòng. Đàn ông nhiều, đàn bà cũng nhiều, nhưng người đến bên đời bạn cũng nhiều. Nhưng thử hỏi, được mấy người là yêu thương bạn thật sự? Vì vậy, trong rất nhiều người,
chỉ nên chọn một người, người thật sự tốt với bạn, yêu thương bạn. Cuộc sống càng ngày càng có nhiều thứ làm tình yêu chao đảo. Ừ, đồng tiền, nó có sức mạnh rất lớn. Nhưng cuối cùng, nên trả tình yêu về với đúng ý nghĩa của nó. Nên trả tình yêu về với đúng ý nghĩa của nó. Nếu có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng. Đừng vội buông bỏ. Vì biết đâu trên đường đời sau này, bạn sẽ chẳng tìm được ai đó tốt hơn. Thưa anh chị em và các bạn, chia sẻ về tiền bạc và số phận, vật chất và tình yêu, có bạn gửi cho tôi bài thơ về tiền. Đọc các bạn nghe cho nó vui. Có tiền phú quý giàu sang, không tiền lắm kẻ cơ hàn điêu linh. Có tiền lắm kẻ trung tình, không tiền nó đá cho mình quay lơ. Có tiền kẻ đợi người chờ, không tiền bạn hữu thờ ơ chẳng nhìn. Có tiền thăm được họ hàng, không tiền cô bác bàng hoàng chơi vơi. Có tiền thỏa thích ăn chơi, không tiền làm toát mồ hôi cả ngày. Có tiền sáng xỉn chiều say, không tiền bụng đói suốt ngày nằm phơi. Có tiền dạo phố xe hơi, không tiền nằm ngủ trao ôi đói lòng. Có tiền cưới vợ gả chồng, không tiền thì cả tơ hồng không xe. Có tiền anh nói em nghe, không tiền anh nói em chê anh nghèo. Không tiền cuộc sống gieo neo, không tiền cam phận tèo teo một mình. Vâng, đấy chỉ là một mặt thôi về đồng tiền, nhưng nó không phải là tất cả. Người viết tiếp cho tôi: xưa nay ai cũng nói đến tiền, là vàng, là bạc cũng là tiền. Đồng tiền đem đến bao ân oán, bao chuyện phiền nhiễu sẽ đến liền. Có tiền cũng bực, không tiền cáu, biết làm sao hỡi các bạn hiền. Tiền là ham muốn của nhân gian, làm bao kẻ đảo điên vì tiền. Nó đâu có phải là nàng tiên, mà sao sức mạnh hơn tiên giáng trần. Và kết đó là một câu: đầu óc bị tiền nó ám, nên làm hư người hết rồi. Vì bị đồng tiền nó ám, cho nên làm hư người hết rồi. Vậy thì hãy trả lại cho Caesar những gì thuộc về Caesar, trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Vật chất, tiền bạc, cái giá trị của nó thuộc về thế gian, trả về cho thế gian. Tình yêu, giá trị thiêng liêng, trả về cho giá trị thiêng liêng. Những cái gì thuộc về giá trị tâm linh, là đức tin, là lòng tin, hãy trả về cho đúng với giá trị của tâm linh. Đừng có lẫn lộn giữa tình yêu với vật chất, giữa thể xác với tinh thần, giữa tâm linh với thế gian này. Chúa Giêsu nói rất rõ: không thể làm tôi hai chủ được. Một là Thiên Chúa, hai là tiền bạc. Yêu chủ này sẽ ghét chủ kia. Chỉ có một đấng mà mình tôn thờ, đó là Thiên Chúa. Đồng tiền là phương tiện, phải là đầy tớ phục vụ cho mình. Nói về tình yêu, chúng ta vừa nghe nói chuyện đàn ông, đàn bà, ai cũng cần có tình yêu đích thật. Tất cả tiền bạc, vật chất, sức khỏe và sắc đẹp, tất cả những cái bên ngoài đó, nó sẽ qua đi, nó sẽ chỉ là phù du. Cần nhưng không phải là tất cả. Là phương tiện
chứ không phải là mục đích. Nó cũng không phải là cách thế để ta có được hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc đích thực phải là tình yêu. Tình yêu đích thật, không dựa vào tiền bạc, vật chất, thể xác, không dựa vào những cái bên ngoài, mà dựa vào những cái gì sâu thẳm bên trong. Con người ta cần nhất trong cuộc đời là một người có thể nắm tay và đi đến cuối con đường, dù con đường đó gập ghềnh và lắm sỏi đá gian nan. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có nắng, có nắng thần thần, có nắng thần thần, có nắng thần thần. Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em. Đấy, tình yêu đích thật là dù sao, dù cho nghèo, dù cho giàu, dù cho nắng, dù cho mưa, tôi vẫn yêu em. Để đi đến cuối cuộc đời. Tình yêu mặc dù đó là tình yêu đích thật, mặc dù con người của chúng ta tội lỗi yếu hèn, nhưng Thiên Chúa vẫn cứ yêu thương. Lòng thương xót của Chúa là tình yêu đích thật, tình yêu mặc dù, chứ không phải tình yêu nếu, tình yêu không điều kiện. Cho dù, cho dẫu, mặc dù tôi thất tín, thất trung, tội lỗi, yếu hèn, xấu xa, đi tiện đến thế nào đi chăng nữa, thì Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa vẫn lặn lội đi tìm cái con chiên lạc ấy, đưa nó về, ẵm nó lên vai, vẫn giang tay đón nhận đứa con hoang trở về, mặc cho nó cái áo đẹp, sỏ nhẫn, sỏ dày và làm tiệc ăn mừng. Một tình yêu đích thật là không điều kiện, không tính toán. Một tình yêu đích thật là cho dù có thế nào đi chăng nữa, thì vẫn cứ mãi một lòng xót thương. Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, giữa cuộc đời mà chúng con phải lặn lội, phải chao đảo vì vật chất nó chi phối hết tất cả, hết mọi lĩnh vực, ngoài đời và cả trong đạo nữa, chính trị, xã hội và cả tôn giáo nữa, kinh tế và cả tình cảm nữa, xã hội và cả gia đình nữa. Vật chất chi phối tất cả, làm cho con người đánh mất cái giá trị thiêng liêng, giá trị cao quý của con người. Giá trị đó là sự sống phần linh hồn. Mà Chúa yêu thương chúng con, đã đến chết để cứu lấy phần hồn của chúng con, cứu lấy sự sống của chúng con để không hư mất đời đời. Tình yêu tuyệt đối, tình yêu vô điều kiện Chúa dành cho chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận tình yêu vô điều kiện, tình yêu tuyệt đối ấy, để chúng con cũng dám sống cho tình yêu, sống vì tình yêu đối với những người sống chung quanh chúng con, những người thân yêu của chúng con, vợ chồng, bạn bè, cha mẹ, con cái, anh em, tất cả phải sống với tình yêu chân chính, chân thật, không dựa vào vật chất, không phụ thuộc vào hình thức bên ngoài, mà phát xuất từ con tim chân chính. Con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối. Amen. Trước kia tâm hồn con luôn tự khép kín, trước kia tâm hồn con không mở rộng đón những người
Chúa hơn. Đây cách ly không đến nhà thờ, con thêm nghe bài giảng của Cha.